ngứa quá cực cứ, rồi còn rồi dễ chảy nữa. Mẹ thì vừa đỡ nhá. Đúng ý mày chưa? Gì vậy anh? Đi hả? Đúng ghê quá. Con đồng anh ơi, lấy đâu vậy? Cho tao coi cái gì đây? Phải nghe. Cho mình tí. Nó bật được luôn á, nó kết nối điện thoại được á. Xin chủ lãng giả hội sĩ. Lãng giả tiến thi thành công. Cái lùng má. Rồi sao đéo? Cái này là gì? Tên là gì vậy? Gì? Tên là gì? Cái tên Nhi. Đứng đây. Em gọi cho nghe. Tên nghe hả? Điện năng không đủ, xin chung điện. Điện năng không đủ, xin chung điện. Quá chứ. Tao nghe mùi nhìn lạ này. Nó không phải cái mùi đâu. Nó đang tắt gì nữa? Nó đang kêu luôn á. Tức là mình gọi điện xong rồi cái này nó phát ra tiếng của người bên kia. Đúng. Rồi mình nói là người ta vẫn nghe. Là chức năng của cái lùng què này chỉ có như đó thôi. Rồi nghe nhà, nghe nhà, nghe nhà. Nè, là chứng tỏ này chỉ là cái loa thôi. Ừ. Đúng không? Ừ. Đâu kết nối được chưa? Kết nối thành gì luôn rồi. Ui, cái gì vậy ba? Má bên gì vậy? Má diễn như không diễn, Vi diễn như không diễn luôn. Mày mua cái máy này đâu á? Diễn cái gì? Má thì chứ tê cái tay cứng, muốn cứng cái tay luôn, đơ cái tay luôn á. Đi nữa, đi. Sao đâu? Mày mua ở đâu, mua Shopee à? Ừ. Ê, kết nối còn kết nối. Nhưng mà mày chơi cái này vừa thôi Vy ơi, gặp người khác là giật phát chắc bay cái tay luôn quá. Cái gì? Má thì đó. Mày đi nữa. Mày chơi cái kiểu cái nhẹ nhẹ thôi mà cái này đồ má giật cái này đồ má chắc cái tay cứng cái cơ luôn á. Mua cái gì nó bình thường thôi. Trốn gì nó trốn bình thường, trốn này ngu giật người khác đồ má. Cái gì vậy? Ai trốn? Cái máy này đụng vào đây ngay chỗ này nè, đấy đụng vào giật chết đĩ mẹ nãy giờ luôn. Em có làm sao? Ai lo thật. Má thiệt chứ. Nhưng mà cứng cái tay luôn nè. Cứng cái tay không có giật được luôn nè. Mày mất cho mua ba cái mình không mua trên mạng đi được á. Mình có mua ba cái trên đồ Shopee. Nãy như bóc ốc mua ba cái đồ Shopee về nó chôn bạn chôn bè nó hư người hư ảnh hưởng sức khỏe hiểu không? Má thiệt chứ. Má thế mà mặt vẫn thản nhiên diễn như không diễn không như không có gì hay tài thật. Tưởng đâu trôn như vậy là trôn như vậy có cảm thấy vui không? Ai trôn? Thì khùng à. Lại còn cả loa bluetooth được cơ. Thế mày mở nhạc đi. Mở nhạc cho bố xem thế nào. Mày đúng công nhận nhìn cũng giống thịt đồ mà ai nghĩ là cái này trôn trời. Thế tin rồi. Nè. Ê, cũng má gì? Bố thằng mày, cất đi! Má thì chắc cái máy này... Cũng có gì á? Hết cái chôn con này ngu thật. Má thì đau tay quá. Má là sao mày đừng có ngu vậy Vy ơi. Chôn cái gì nó vừa thôi. Cái gì mà mình chôn mình phải suy nghĩ đến sức khỏe người khác hiểu không? Mua ba cái điện giật trên Shopee về đồ quá, đau quá. Ăn lẹ về đi. Má, mày chơi ngu quá mày ơi. Đang đau hồng rồi, đưa kèm là hợp lý á. Đúng, đúng. Này, bánh cốm này đem về đi nha.
Ở đâu nhiều bánh cốm này? Nội kêu mua vô. Cái gì? Anh kêu mua vô. Sao bảo ông mua vào á? Chứ gì nữa? Sao cái ông cầm về là sao? Hư rồi. Sao bình thường tao bảo mày không mua, bây giờ mày mua nhiều này? Sao mua? Không phải mua. Mà sao lại mua nhiều này? Thì mua cho mỗi người là một bóc như vậy. Cái hôm nhất em về là sao? Ê, em muốn có cái chiếc dâm rồi nè. Đó là cầm dè. Em ăn thử rồi. Mày vừa mang kẹo cho tao ăn. Mày vừa bảo tao mang bánh cốm về. Bây giờ mày còn bảo tao cầm miếng về. Sao? Cái gì đây? Miếng cho tóc. Cái này là cái gì? Nhưng mà nó ít thôi nha, nó cầm một xíu thôi, tại nó đổ quá trời luôn. Cái này mà mày bảo miếng. Mày mua dây cột gì đây? Mấy là nhìn nghi ngờ dưới trời. Chứ cái mẹ cái này mày cầm nó mày bảo tao kêu là miến thì bố tao chả tin. Anh điên hả? Để tao ngâm nước cho coi. Miến gì miến này? Miến gì kiểu này? Miến gì mà dài thế này? Ừ. Anh ăn sống hả? Có miến thật à? Ừ. Mà sao to đấy? Không biết chân tóc á. Chân người mình buồn miền á. Đâu cho coi nè. Đâu, ngồi xuống. Chị ngồi tôi không sự đâu, cái đứng cao đâu cái gì. Ê, đợi cái này về ăn review đi. Em đặt cái này về. Trời la thật. Ừ. Trời la có gì đặc biệt đâu. Thì ăn đi xong là em sẽ làm cho nó đặc biệt. Mắc cười lắm. Em nghĩ ra cái này mắc cười lắm. Ăn là không được nữa. Nani? Gì đó? Đâu rồi biết. Chả cốm này không ăn được nữa. Nè. Mày vừa bảo gì? Nè thấy không? Sợ đến như vậy nè. Ăn ngon lắm. Quên cái chuyện đó đi. Mày vừa bảo cái gì? Bánh cốm. Như thế nào? Không ăn được nữa. Không ăn được nữa thế sao mày bảo tao cầm về? Tự nhiên ăn được. Được. Kiểu như là lần đầu trôn kiểu như chưa vỡ nữa hả? Kiểu như bị à, trôn. Bị lồ quá hả? Kiểu như bị quên kịch bản à? Đi nữa. Hay sao? Chứ làm sao tự nhiên bảo là ăn được là bây giờ lại bảo ăn không được rồi bảo ăn được ăn đồng được. Đồng hồ là con gái mà. Đồng hồ này của em mặc đúng không? Cho em đi. Đồng hồ này là con gái. Con gái. Con gái nào đeo hồ to này? Đồng hồ coi coi. Cô đây em đeo cho. Không, cái này ăn được, bò tù lạnh ăn được. Làm được không? Được, ăn bò tù lạnh là 2-3 tháng thì ăn được luôn. Má, đúng đẹp luôn nè, thấy không? Con gái đeo đồng hồ như vậy ba. Chứ sao? Quá to hơn với tay nữ. Tay to thì nó sẽ làm cho tay mình nhỏ. Đúng. Điện lại. Mày chơi ngu lần hai. Chuyện gì? Mẹ tin sơ mày. Tao cảm hai ngày nay tao đủ mệt, bây giờ mày tới được mày nữa. Còn bị ốc chó này nữa. Má mày ốc chó rồi tao biết. Anh mày thấy anh có bao giờ anh chôn tụi mày mà anh đem cái chôn hồi nào ba cái gì vậy? Có nào anh chôn tụi em mà anh chôn mà ảnh hưởng đến sức khỏe tụi em không? Bây giờ là sao? Chôn mà đưa vô cái đường tiêu hóa. Má thiệt ngu dữ trời. Nhưng mày có chôn đâu.
Nhà mình xin có giấy không đó chưa? Có giấy không? Không, không có giấy chủ chủ đi bằng gì? Chôn mà chôn cái đồng tới cái bụng. Lại xíu. Có chôn đâu chồng? Ok anh em ơi, bây giờ mình đang ở trong nhà vệ sinh và bây giờ mình sẽ mở cái tiếng mà âm thanh của ý nạc nha. Ok anh em, lần đầu biết mà có nghe em đấy. Ôi ôi, cái gì vậy, cái gì vậy? Dạ anh ơi, cái gì ghê vậy, có sao không? Đi chạy chạy với ba. Qua nhà tôi đi, ấy là sao? Nhỏ thôi, nhẹ nhàng lại đi, ghê quá à. Mà đừng ngáy hết trơn nè. Trời ơi, trời đất ơi. Đó. Nhẹ nhàng lại được không? Ghê quá à. Đâu ơi. Ôi trời. Đã mệt mỏi trong người rồi còn gặp ông nội này, ghê quá. Mày nói thật đi Vy, tụi mày mua cái loại thuốc gì vậy? Thuốc gì? Mấy ông qua nhà tôi không đi vệ sinh, gớm quá. Mày mua thuốc gì vậy? Cái loại gì mà sao mạnh vậy? Mạnh cái gì? Cái loại gì mạnh vậy? Là sao? Hồi xưa anh cũng có hay mua mà anh mua tiền thuốc Tây nó cũng đâu cũng phải tầm 3-4 tiếng một ngày chứ đây sao nhanh vậy? Mày mua loại gì vậy? Cái gì? Ba chết mẹ nữa. Trời ơi đi cho nó nhỏ nhẹ là được lắm quá. Mày mày thử mày như tao đây mày nhỏ nhẹ. Má. Dưới. Trời ơi, Vĩnh ơi. Đóng cửa lại rồi. Nhỏ thôi, mới ghê. Trời ơi. Ai bày mày cho cái này vậy? Vy, ai bày em cho cái này vậy? Không cho, mấy con xin đầy. Mày mua thuốc này đâu á? Hả? Tôi lại mà luôn á Vy ơi. Ghê quá, ông nội đi qua nhà người ta đi vệ sinh nó rè 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 chứ. Hả? Mày là máy đâu á? Mày nói cái gì? Mày đừng, cái cảnh này, nghĩa này của anh mày đừng có up lên trên mạng nha. Cảm thấy ỉa này của anh đừng có up lên trên mạng nha Vy, mày khùng quá. Mày ngu dữ Vy. Mày chôn này đụng đụng tới sức khỏe hiểu không? Tự nhiên cho tôi mua. Ví dụ nha mà anh mày ỉa chảy nhiều, ỉa chảy là nó sẽ bị mất nước, nó cũng ảnh hưởng đến cơ thể. Em chôn là ví dụ chôn vui nha anh, mọi khi bình thường nha anh ấy thôi. Anh ngồi mày trả thù thì cũng phải cái tư duy lên nha em. Động não lên. Ai làm gì không? Mày cho cái gì vô đây rồi? Mày thấm hết bao nhiêu? Mày mời tao xong mày ăn thì tự nhiên lúc thì mày kêu ăn được, lúc mày kêu không ăn được. Khùng hả, tự nhiên có đồ thường người ta. Em nói gì đẹp á. Má. Thôi lại ngoài luôn á, đừng. Anh ăn cái gì đây, đồ thường tôi. Mày vừa làm gì đây? Nước cho uống. Mày đưa nước cho tao uống. Ok, múc nước.
bố tao cũng không dám uống nước của mày. Sao không? Thằng nào phụ mày làm kế hoạch này vậy? Con Phương đâu? Hôm nay tao cho con Phương không có mặt ở đây. Đi hứa. Con Phương đâu? Phương đâu? Nó nhà nó chứ đâu? Uống nó đi. Tao mà sau vụ đợt này tao phải chôn mấy này thật nặng mới được. Á, chôn ngu vậy. Em có chôn gì anh? Mày đi hả? Mà thuốc lùng què gì mà tao mới ăn viên kẹo, tao mới cắn được một hai cái miếng bánh mà nó lên nhanh dữ ta. Không có chôn hết á, bị ảo tưởng hả? Anh ăn cái gì rồi đồ thừa tôi. Leo. Má, tao không biết mày còn bỏ cái mùi què trong số ra nữa. Em mới hả? Mày uống đi. Mày uống chút nào, mày uống chút nào coi. Không có khác. Này không khác. Ừ. Mày chôn lộn. Tao tức con Vi này ghê luôn á. Mày chôn rất ngu luôn nha. Ai đi chôn? Mày uống đi nước coi. Mày uống thử. Mày ngon mày uống đi. Mày uống tao coi. Nhưng mà không khác. Không khác thì uống một miếng chắc mày chết á. Mày che tay làm gì? Sao phải che tay? Mày có đổ mồm chưa? Mới uống xong luôn á. Mẹ nó. Nhưng mà cái này mà dành cho đứng vội chắc nhiều khi đùn mẹ nó quật. Mày nè, mày rót mày rót vào ly mày uống cho tao xem. Mày rót vào ly mày uống tao. Mày uống luôn này. Mày định mày trốn thất bại chứ gì? Mày rót à. Mày rót vào ly mày uống cho mày xem nào. Mẹ tức thiệt luôn á. Đúng rồi, đổ vào ly đấy. Mày ra đây mày ngồi uống cho tao. Tại sao mày đưa tao uống chứ? Mày uống cho mày, đừng có đùa với tao. Mày khôn hơn tao được à? Mày uống coi. Chó này. Nuốt. Rồi. Một miếng nữa. Ông uống kẹo mệt á. Tại cũng như bắt đầu đi về chạy đó, bắt đầu thấy có dấu hiệu mệt đó. Tao ăn chay. Anh ăn cái gì anh nổi rồi tôi. Tao ăn chay. Mày thấy có ai ăn chay mà đau bụng á? Tôi cũng ăn kẹo vậy, đúng không bị làm sao đâu. Bình thường tao ăn bún đậu mắm tôm, ăn tiết canh còn chưa đau bụng. Mà đến bây giờ tao ăn chay tao đau bụng. Tao vô tao mới lứt của mày một phát là. Ăn chay nhiều mày chín thì đã bụng rồi. Cái gì? Đậy nắp lại. Uống nó đi. Má cái ngu, má thiệt sự cái này. Còn mày đặt cam ở đâu không? Mày có quay một clip không? Mày đừng có up clip tự nhiên chạy lên trên mạng với mày. Thấy chưa bị sao đâu? Ai rảnh đi chôn ông bị rảnh hả? Gì nữa? Cái gì vậy? Con chó Vi này. Gì chó ơi? Cái nước bột gì vậy? Cái bột nước gì vậy? Mới uống xong luôn á. Cái nước này với lại cái thuốc kia có liên quan gì với nhau đúng không? Không. Mẹ nó sao đắng ngắt vậy? Đắng. Cái nước gì vậy? Nước suối. Nước suối lồn gì mà đắng vậy? Trời ơi. Mệt quá. Mày cho cái gì lên đây Vi? Cho. Mày đừng có nói là cái thuốc sổ mày hòa lên luôn nha. Mệt quá, không có chuyện nữa mệt. Bị gì? Bị chôn chứ bị ảo tưởng người ta cũng chôn mình như vậy á. Ai mà thâm ác tật như anh mới đi chôn người khác hay đâu rằng. hay đúng, không nhận cái tư duy nó tốt à, khi bị người ta phát hiện là tâm lý là tụi mày sẽ như vậy hả? Không. Bố là cũng dám ăn. Cụ mày. Tâm mình ác xong mình cũng nghĩ tâm người khác ác của mình đấy. Đúng. Gì đó? Tao mới là hỏi á. Gì vậy trời? Má ghê
mua ở đâu vậy? Cái gì? Mất mèo mày mua ở đâu? Mèo là cái gì? Má sao mày... Nhìn rồi, trời ơi. Mày bôi bao nhiêu lên đây? Cái gì? Cái mắt mèo đó không phải là bôi sao bôi đâu, mày hiểu chưa? Đừng có nghe trên mạng mày bôi tầm bậy tầm bạ. Nó ghẻ mất nước mèo không? Ghê quá, trời ơi. Mày bôi mắt mèo này đúng không? Hay mày bôi cái gì? Mày bôi cái loại gì lên đây? Bây giờ nó nghe nó ngứa vào trong tới khe luôn rồi. Mày đừng... Má sao mày ngu? Tao cho đi nha, là tao phải nghiên cứu, hiểu không? Mày bôi cái đó nó phải... Tắm rồi, bây giờ đổ thương. Mày bôi là phải có liều lượng. Mày bôi như thế này, mày giờ nó ngứa. Bây giờ nó ngứa, nhìn nó viêm, nó sẽ ghẻ ra luôn, hiểu chưa? Đúng má, quá ngứa luôn, nhiều không nổi luôn á. Ngồi đó sao đâu. Cái gì? Mày ngồi với nó, bây giờ mày ngồi với nó đi. Tôi ngồi. Ừ, ngồi đó, chà đi, chà qua chà lại đi. Chà qua. Nhỏ cứ rồi. Má, thôi ốc chó ngu mà cứt ra. Thì sự nó chân ngu thì nó chôn gì trong tay lắm mày. Rồi xong ngồi đến một tí đi rồi từ cảm nhận mày mới biết được cái cảm giác của tao. Chó xe đâu. Gì nhớ, nhưng mà, tướng hả? Nhưng mà giờ tao ngồi dính hết con mẹ rồi. Đúng không? Mệt thì đúng á. Đúng má, hết chị. Ghê quá. Trả thù xong rồi lên trên mạng đi tìm ba cái đó. Người ta tìm người ta phải có tư duy mà, hiểu chưa? Đồ má chết mày, tao phải vô nhà tao chấm tao mặt cái clip tao ra tao coi thử cho nó bị sao. Má nó khủng gì á, ai mà đánh. Rất là mệt nha, rất là mất thời gian luôn á. Rồi đồ má nó sưng rồi nè. Mày biết là giữa cái đít với cái chỗ ngã ba, cái bộ ba lần lượt nó cách nhau không xa không vậy? Nó ngứa đít còn đỡ cho nó ngứa cái bộ kia, là mày thử mày cảm giác mày chịu được không? Bây giờ nó ngứa xuống cái bìu rồi. Cái bìu nữa vậy? Cái bìu. Nó sát nhau mày ngu rồi thôi nha Vi nha. Anh nói thiệt luôn á. Anh bị điên rồi, đầu tướng hả? Mày có nước muối không? Nè, lửa hắt nào gì không? Mày có nước muối chưa? Có nước muối không? Tao rửa cái. Lấy muối sát không? Đấy rồi, tao thấy rồi. Ngứa quá cực cứt. Rồi còn rồi bây giờ chảy nữa. Má thiệt. Vừa đợi nha. Má. Đúng ý mày chưa? Gì vậy anh? Đi hả? Đồ ăn uống mình ghê quá. Không đồ ăn ơi, lấy đâu vậy? Thở của mình chưa? Quay vào, quay kỹ vào. Úp luôn, úp YouTube thì quay ngang. Ừ, đấy, quay thẳng vào mặt tao. Úp YouTube. Đúng ý nguyện của mày chưa? Chắc mày còn đâu nghĩ đến mức độ mà ta đưa ra nông nỗi này đúng chưa? Sao chưa? Vui chưa? Vãi chưa? Điệt mày ngứa phải cứt à. Yeah. Bây giờ vừa có đít mà còn vừa ỉa chảy nữa, nó đại ỉa mẹ rồi. Mang máy cho tôi mà còn mang ngược nữa. Tao ỉa nó quần rồi. Trời ơi, giờ nó ghê quá. Có kịp kéo quần đéo đâu, vừa phát phẹt luôn. Mày còn quay nữa. Còn mang ngược tao... nữa. Bây giờ ngược hay đúng thì có quan trọng cái lùn què gì đâu. Trời ơi, rồi sao không vậy? Đồ má, chị ngu, đúng ngu hôm nay mày chơi đúng ngu luôn á Vy. Mày cho bôi thuốc ngứa vô đít của tao. Em có cho đâu. Bây giờ nó dính vô trong cái phần kia luôn, ngã ba của tao luôn rồi. Nó dính vô bộ ba lần lượt của tao luôn rồi, rất ngứa ở dưới đây luôn. Rồi bây giờ là mày, tao đi vậy chạy về ra quần. Bây giờ cái quần trong đấy mày tự mày giặt giùm tao nha, không biết nha. Mày điên rồi, anh cái gì rủ thua cho tôi. Má quần nó tao mua hơn triệu, đừng có đem đi bứt rác nha bà nội. Má ngu chơi ngu dữ trời. Hả? Có khi giờ tao phải đi bệnh viện đây nè. Em không có chôn. Ừ, mày không chôn, em đâu có chôn đâu. Tụi leo, tự nhiên lấy cái đồ tôi mặc chứ. Mày có đứa nào chôn mà nhận mình chôn không? Mày sao không lấy đồ tôi mặc? Không mặc cái giờ lấy cái đồ đâu mặc, ỉa mẹ nó quần thôi. Ghê quá dịch chứ. Mọi người biết mấy không biết chốt mặc gì đâu luôn á. Mày chắc bạn về lắm rồi đúng không? Vui chưa? Quay thêm đi, vui chưa? Quay kỹ vào. Má, tao hứa thề sau clip này bởi sao tao sẽ trả thù mày. Tao không nhìn đâu, đi về giùm.
thiệt. Mày gì vậy? Mày á. Mày thèm tôi đâu? Chó thật. Tôi đây mà. Bữa sau đừng có chôn thế rồi nha. Mày nhìn thấy gì chưa? Mày gì vậy? Cút đi. Cút rồi đó. Mở ghê quá nhìn thôi. Thì nó vãi cút rồi chứ gì. Bữa sau tao là tao lại mày luôn nha Vi. Đừng có bây giờ chôn như vậy nữa nghe chưa? Đừng có lên trên mạng rồi sợ thấy người ta chôn cái gì rồi cần cái bắt trước mà không có gọi là sự sàng lọc, hiểu chưa? Chôn đừng ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn bè, đừng sợ tới người khác. Không có chôn. Mày ghê quá, tôi không nhìn đâu. Chó. Tao nhớ ngày hôm nay khắc cốt ghi tâm, bởi sao tao qua trả thù mày. Mày bắt gì về luôn hả trời?